Xin chào mọi người, em lại tiếp tục quay cho mọi người cây mộc hương ta hoa vàng, hàng phân khúc 4 tuổi nhá. Nhiều bác vẫn hỏi em là có hàng 3 đến 4 năm không, thì hôm nay em lại quay cho mọi người hàng phân khúc 3 đến 4 năm đấy ạ. 3 đến 4 tuổi đây. Hàng 3 đến 4 tuổi. Hàng này cao cây em nhận tặng nó sẽ là cao cây 1m 6 đến 1m 8, chưa tính bầu nhá. Cây này mà đánh lên thì nhìn nó rất là to. Bây giờ đang ở dưới ruộng nên là mọi người nhìn cảm giác là nó vẫn chưa phải là to đâu. Cao cây nó 1m6 đến 1m8, nếu mà tính cả bầu ra thì cây nó cao vào khoảng 2m, nếu mà khi đánh lên mà tính cả bầu nó vào khoảng 2m đấy ạ. Cây nó cực kỳ to luôn. Khi để dưới đất này, để là như mau ra mau vít này thì nhìn sẽ khó nhìn, thì các bạn nhìn thấy cảm giác cây nó không chưa được to, nhưng mà đến khi mà đánh lên thì nhìn nó to dã man luôn. Vanh gốc của cây này thì mình sẽ nhận tặng vanh gốc sẽ là 7, 8, 9, 10 nhá. 7, 8, 9, 10. Như cây này vanh của nó vanh 9 này. Như cái này vanh của nó vanh 9. Mình quên mình không mang thước ra. Vanh gốc sẽ là 7, 8, 9, 10 nhá. Chờ lát mình ra kia mình tìm xem ở trong cốp xe của mình có thước không. Vanh gốc là 7, 8, 9, 10 này. Mình đo này. 20 này. 40 này. 60 này. Thoát 60 phân nhá mọi người nhá. Thoát 60cm ạ. Cây này thoát 60cm này. Nhận tặng bán cho mọi người sẽ là cây thoát thân từ 30, 40, 50, 60. Cây nó sẽ theo tặng thoát thân 30, 40, 50, 60 và cam kết chuẩn giống là mộc hương ta hoa vàng. Hoa nó màu vàng nhạt thế này nhá mọi người nhá. Màu vàng nhạt ạ. Mộc hương ta hoa vàng là hoa màu vàng nhạt nhá. Hoa màu vàng nhạt màu lông gà lông vịt. Hoa màu vàng nhạt màu lông gà lông vịt con mới lở. Đấy, hoa rất là đẹp. Chiều cao cây thì nhận tặng mọi người sẽ là 1m6 đến 1m8 nhá. Cao cây 1m6 đến 1m8. Cây rất là đẹp luôn. Bác nào quan tâm cây này thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 giúp em nhá. Không hiểu tại sao luôn. Điện thoại này nó bị đơ, không hiểu tại sao nó bị đơ luôn ấy. Không hiểu bị lỗi gì. Thôi, tiếp tục phát live bằng trên TikTok này. Em ra em lấy thước em đo cho mọi người nhá. Mọi người chờ em nát em lấy thước em đo cho mọi người cho nhìn cho nó khách quan. Chiều cao cây trung bình nó sẽ là cao cây 1m6 đến 1m8. Giờ mới có 16 bác vào xem live thôi. Đây ạ. Cây nhận tặng bán cho mọi người sẽ cây như thế này nhá. Cao cây 1m6 đến 1m8 ạ. Cao cây 1m6 đến 1m8. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em nhá. 0969 162 214 ạ. Vanh đây ạ. Như cây này là vanh của nó là vanh 11 luôn này. Như cây này là vanh 11 này. Đấy, như cây này là vanh 11. Em nhận tặng cây này, em nhận tặng cái hàng này sẽ là vanh 7, 8, 9, 10. Nhận tặng đấy là 7, 8, 9, 10. Cao cây nó sẽ là 1m6 đến 1m8 ạ. Cao cây 1m6 đến 1m8, vanh 7, 8, 9, 10. Cây rất là đẹp nhá, hàng thoát thân từ 30, 40, 50. Cây nào mà thoát thân thấp thì đương nhiên là tán nó sẽ to. Cây nào thoát thân cao thì tán nó sẽ nhỏ hơn một chút xíu. Cây rất là đẹp nha mọi người nhá. Giá em bán chỉ có 500k một cây, cho đơn từ 50 cây. Giá xỉ là 500k một cây nhá. Mộc ta hoa vàng ạ. Vanh 7, 8, 9, 10. Vanh, cái hàng vanh 7, 8, 9, 10 mà giá xỉ 500k là cực kỳ rẻ luôn đấy ạ. Hoa đây ạ, hoa rất là đẹp nhá. Cam kết chuẩn giống mộc hương ta. Bác nào quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 ạ. 34 bác đang xem live, mỗi bác cho em xin một tim một like với ạ. Mọi người đang xem live của em, các bác thả tim thả like cho em với ạ. Để em tăng cái lượt tương tác lên. Mọi người thả tim thả like cho em để em tăng lại tương tác lên ạ. Bác nào mà thường xuyên theo dõi live của em, mà thường xuyên thả tim thả like cho em, khi các bác mua hàng em sẽ giảm giá cho các bác nhé. 10% giá trị đơn hàng nếu mà các bác nào mà thường xuyên thả tim thả like cho em. Bác nào
nào mà chưa follow em thì cho em xin lượt follow nhá. Ngoài mộc hương ra nhà em còn hoa hồng các thể loại nữa cơ. Bên này là vườn hồng nhà em luôn này. Bên kia bên này là vườn hồng nhà em luôn, lát em sẽ qua ra em phát hoa hồng cho mọi người.